clearing, cái từ clearing ở đây nếu mà giải thích để cho mọi người dễ hiểu, nó có nghĩa là sau khi mà các trường đại học đã chấp nhận những bạn mà đạt được điểm đủ và nguyện vọng của các bạn rồi, thì những cái chỗ còn lại ở trong trường đại học á, người ta cũng sẽ phải tìm ra cái số lượng học sinh nhất định để người ta làm cho cái số lượng trong lớp học cũng như là ngành học nó được đủ theo cái sĩ số mà trường